Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị ha, đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Tây Ninh của mình. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị mình một căn nhà và đất ha, được tọa lạc là ấp Phước Hòa, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng của chú chị ha. Hiện tại con đường này là đường Hương Lộ 8 của chú chị ha. Thì trước mặt màn hình mình sẽ tới khoảng 200m nữa là đụng một cái ngã ba, mình quẹo phải là sẽ về quốc lộ 14C. Là quốc lộ 14C này có đường huyết mạch từ thành phố Tây Ninh ha, sẽ về cửa khẩu Thông Mo và Đức Hòa, Đức Huệ, Long An ha, các tỉnh miền Tây luôn. Thì mình quẹo trái, thì cách 200m này mình quẹo trái mà sẽ về bến đò Lộc Giang của huyện Đức Hòa và khu công nghiệp Thành Công của thị xã Trảng Bàng của chú chị ha. Hiện cảnh đây là nhà dân cư đông kín, mặt tiền kinh doanh buôn bán của chú chị. Thì hướng tay phải màn hình mình đây là về trung tâm xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng của chú chị ha. Thì mình đi khoảng 1 km thôi, không tới khoảng 700m thì mình đụng Ủy ban Nhân dân xã Phước Chỉ. Mình đi 1 km nữa sẽ đụng chợ Bình Thạnh, là thuộc xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng. Thì tới ngã tư Bình Thạnh này mình quẹo phải, mình sẽ về khu nghiệp Thành Công ha, sát bên luôn của chú chị. Thì khu nghiệp Thành Công thuộc là phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng đó. Mình sẽ về Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ vị trí này mình sẽ ra quốc lộ 22 luôn, là khoảng 10 km của chú chị ha. Thì từ vị trí đất của mình ở đây, mình sẽ đi ra quốc lộ 22 về bến xe An Sương là tầm 60 cây. Còn nếu mình về đường này qua Lộc Giang, Đức Hòa về bến xe An Sương là khoảng 45-50 cây của chú chị ha, là tầm vậy. Đi này nó ngăn nhanh hơn. Hiện tại con đường này nó chưa phóng cầu, dự án nó đã có rồi. Thì con đường này hiện tại là đường Hương Lộ 8. Thì nhà đất em giới thiệu đến cô chú anh chị mình hôm nay là tại vị trí ở đây mình đang đứng. Đây là đường trời đèn đường đầy đủ ha cô chú chị ha. Đó. Trên kia khu dân cư nó đông như là thị trấn rồi. Thì đây, nhà đất của em giới thiệu đến cô chú anh chị ngày hôm nay ha. Thì nhà này mình sẽ từ miếng này mình sẽ kéo ngang qua là 6m. Hậu sâu trong là 42m, tất cả là full thổ cô chú chị ha, 100% thổ cư. Hiện trạng là nhà đất mình hiển cao ráo gần mặt đường rồi, tại đường mới nâng cấp lên cho nên là hơi thấp hơn xíu. Đó. Bây giờ mời cô chú anh chị mình xem ha, tham khảo. Rồi, mời cô chú anh chị mình đi xem sơ. Nói chung là nhà mình thì hiện trạng là nhà chưa tô. Đó, tất sạch sẽ cao ráo ha, không màu mạ. Kết hợp cô chú anh chị ha, đầu tư kinh doanh. Đó, hàng rào này là chủ đã có hàng rào vây quanh hết rồi ha, bao tranh chấp. Thì hiện tại nhà mình là đất cao hơn nhà ta rất là nhiều ha, cô chú anh chị thấy ha. Thì đất ở đây xe đổ 2 triệu một xe rồi. Rồi mời cô chú anh chị mình vô xem sơ tham khảo ha, phía sau. Ở sau mở cửa còn đi thẳng được không? Đó, cô chú anh chị mình xem ha. Rồi, em xin cập nhật lại cô chú anh chị mình ha. Nhà đất mình tọa lạc là đường Hương Lộ 8, ấp Phước Hòa, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thì tổng diện tích đất của mình là 253m², là ngang 6m, hậu dài 42m, khuôn thổ cư. Thì nhà đất mình sẽ quay mặt về hướng chánh tây của chú chị ha. Thì giá bán của chủ là 1,6 tỷ, có thương lượng khách thiện chí ha. Đó. Rồi cô chú anh chị mình quan tâm liên hệ điện thoại Zalo cho màn hình mình ha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình cho một like, đăng ký kênh, cập nhật thông tin nhà đất mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.